hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Vậy những điều bạn đang cần biết thêm về hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn là chứng từ trong đó có những thông tin mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do người bán lập, ghi nhận, theo nghị định số 51 phần 2010, NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử, và cũng theo thông tư số 32 phần 2011, TTBTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì từ ngày 1 tháng 5 năm 2011 các đơn vị, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử, vậy, đặc biệt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp pháp luật về giao dịch điện tử